Ngày 18 tháng 6, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất cáo trạng truy tố Phạm Huỳnh Nhật Vi, 21 tuổi, quê Tiền Giang, về tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm và chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Vi là kẻ đã bắt cóc hai gái ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh vào đầu tháng 4 năm 2024. Theo hồ sơ vụ án, tháng 10 năm 2023, thông qua một ứng dụng hẹn hò, Vi quen biết và có mối quan hệ tình cảm với người đàn ông tên Richard, chưa rõ lai lịch. Đến tháng 11 năm 2023, Vi gặp và ở cùng Richard tại khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng thời gian này, người đàn ông liên tục gửi cho Vi các clip khiêu dâm. Đến ngày 3 tháng 12 năm 2023, Richard về nước. Sau đó, Richard nhắn tin yêu cầu Vi tìm các bé gái 6 đến 12 tuổi để dụ dỗ, quay video clip khiêu dâm gửi cho Richard, đổi lại ông ta sẽ cho Vi tiền. Richard cũng hứa hẹn về Việt Nam cưới Vi làm vợ. Tháng 3 năm 2024, Richard gửi cho Vi 500 đô la Mỹ và hứa khi nào tìm được bé gái thì sẽ thuê căn hộ cho Vi ở để quay clip khiêu dâm. Sau đó, Vi đến phố đi bộ Nguyễn Huệ thì gặp cháu N, A, E, M, đang ngồi một mình nên đến nói chuyện và biết M, 6 tuổi, thường xuyên ở khu vực này xin tiền vào buổi tối. Nói chuyện xong, Vi cho bé 10.000 đồng để làm quen, rồi Vi về nhà trọ ở Tân Bình. Tối ngày 3 tháng 4, Vi đến trước khu vực 161 Đồng Khởi, quận 1, gặp lại N, A, T, M và em của M là L, H, E, L, 3 tuổi, đang ngồi vỉa hè nên tới nói chuyện, rồi cho hai bé 10.000 đồng. Sau đó, Vi dụ hai bé đi ăn kem và gà rán. Trong lúc đó, Vi chụp hình hai bé gửi cho Richard thì người này đồng ý chọn bé M. Do thấy bé L còn nhỏ không ai trông coi nên Vi dẫn L đi cùng. Kẻ này dẫn các cháu bé đi bộ qua nhiều đường từ quận 1 qua quận 8. Vừa đi Vi vừa nhắn tin với Richard trao đổi về chỗ ở. Một lúc sau, Richard nhắn tin thông báo đã thuê một căn hộ ở chung cư Sài Gòn Pearl, phường 22, quận Bình Thạnh qua ứng dụng cho thuê căn hộ. Sau đó, Richard hướng dẫn Vi cách sử dụng căn hộ. Cơ quan điều tra xác định từ ngày 3 tháng 4, ngày 7 tháng 4, khi ở cùng tại chung cư trên, Vi đã quay 12 đoạn video clip khiêu dâm để gửi cho Richard. Đến ngày 8 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công an quận 1 và Công an quận Bình Thạnh ập vào căn hộ, giải cứu thành công hai bé và đưa Vi về làm việc. Tại cơ quan công an, Vi thừa nhận toàn bộ hành vi nêu trên.